Thưa quý vị, từ thực tiễn đời sống và tích lũy kiến thức đã học, nhóm sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đã nghiên cứu và tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để cho ra đời những thỏi son bền đẹp an toàn. Và cũng từ đây, dự án mang tên Son Natural Lipstick được đánh giá cao tại các cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh sinh viên và chính phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Nhìn qua, ít ai biết rằng những thỏi son màu sắc tươi sáng này có từ nguồn phụ phẩm như vỏ thanh long, cà chua, cà rốt hay cánh hoa hồng. Những nguyên liệu này sau khi được sấy khô và phối trộn với các nguyên liệu phụ gia khác để cho ra sản phẩm son dưỡng môi hữu cơ an toàn, lành tính. Ngoài ra thì chúng em sẽ đem sáp và bơ cùng với thành phần dầu sẽ đồng quá ở nhiệt độ là 75 độ C. Kết hợp cùng với đó là phần màu chúng em đã sản xuất nên. Thêm vào đó là vitamin E, chất làm sáng môi cũng như là tinh dầu để cho son có một cái mùi thơm giúp cho người tiêu dùng có thể cảm giác một cách thoải mái hơn. Hiện tại nhóm đã phát triển các loại son dưỡng có màu và không màu với công thức giàu dưỡng chất giúp dưỡng ẩm sâu, làm mềm môi và ngăn ngừa tình trạng khô nứt nẻ. Son dưỡng có khả năng chống nắng, bảo vệ môi khỏi tác hại của tia UV và các yếu tố môi trường khác. Dự án đã đạt giải nhì và giải ý tưởng được yêu thích nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo CTUT Startup năm 2024. Và mới đây là giải 3 cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2024. Dự án son dưỡng môi Natural Lipstick xuất phát từ một đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp trường. Thì sau thời gian nghiên cứu thì các bạn đã hoàn thiện sản phẩm và đạt chứng nhận về an toàn là son dưỡng không chì. Trong thời gian tới thì mình cũng có ý định là cho các bạn liên hệ với Vườn Ươm Việt Nam Hàn Quốc để tiếp tục phát triển sản phẩm hơn nữa, hoàn thiện hơn và xây dựng cái chiến lược marketing để cho các bạn đưa sản phẩm đến tay của người tiêu dùng. Bước đầu thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, các bạn trẻ chủ động các khâu thiết kế mẫu mã, bao bì để mạnh tiếp thị bán sản phẩm trên trang web, fanpage và các sàn thương mại điện tử. Với chất lượng và giá cả phù hợp, bước đầu sản phẩm son dưỡng môi hữu cơ được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Đối với phụ nữ, son là cái vật không thể thiếu hàng ngày. Tại vì mình ngoài cái chuyện dưỡng môi ra thì mình còn làm cho thêm cái sự tự tin, thêm sắc, thêm nét. Thì các em thì hiện nay thì các son như hiện nay thì nó đang bị hóa chất là khá là nhiều và thành phần chì nó cũng đang khá là cao. Nhưng mà son này thì các em nó làm từ thành phần từ thiên nhiên, nó không có hóa chất độc hại và nó có được kiểm định rõ ràng thì cái tâm lý người dùng mình xài mình vẫn yên tâm hơn. Son này thì thấy hiện giờ là khi mà thoa lên thì nó không có gây khô môi và nó chất của nó là rất là mềm mịn và nó giữ được cũng khoảng được tới từ 6 tiếng trở lên. Không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản, dự án khởi nghiệp Son Natural Lipstick mở ra triển vọng, thúc đẩy mô hình sản xuất không lãng phí cũng như khuyến khích thói quen tiêu dùng bền vững.